Làm việc chưa? Làm việc gì đây? Làm việc chưa? Bác kính bác đang bác tủ bác đang đến làm lại cái chân. À, chân nó bị làm sao? Chân bị chết một con bánh xe đẩy tay nó lặng. Anh Tú thử ảnh xe bánh xe của anh Tú to không? Bánh xe thủ kính á? Ừ. Hay bánh xe cửa kính? Bánh xe thủ kính. Đó. Cái bánh xe thủ kính bây giờ mua ở đâu nhỉ? Các cửa hàng nhôm kính cũng mua đâu bác? Ừ. Bánh xe thủ kính để làm gì? Cái bánh xe ý để lắp được vào cái hôm nay nước. Hôm nào ra đây thì mua ở hàng kênh bán nhiều lắm. Ok. Bác ạ. Bác mua ở hàng kênh. Nhiều hơn. Cháu đi nay là hôm cháu mới bảo bác là hôm nào rảnh bác qua để bác có thông tin nào ở đây bác qua hộ cháu tí.
vẫn để im cái như đấy, không để lúc này cố gắng học hay sâu một tí. Em bác có mắc đường rồi, cháu xin con đây. Tôi đâu mất rồi à? Ông của bác. Biết là để nghịch rồi. Cái gì đấy? Xin bác mới có bánh xe. Đó này ở đâu một cái điện vậy? Ok luôn, để tủ lại chân chu luôn. Thank you.
Bác ơi, bác đi đâu rồi?
Bắc đâu rồi? Để đi đây. Đi ngủ ra. Đi tắm cho kem. Tắm xong chưa? Xong rồi. Chuẩn bị đi sấy. Được. Nhiều muối quá. Xem cái phim gì nghe lại buồn cười nhỉ? Ờ, xem cái phim gì hay mà. Quay rồi. Em xem đến tập 6 rồi, chỉ nói đéo con xem phim nữa nên là phải chờ. Anh tưởng tập 8 rồi. Không, làm gì là tập 8. Tập 8 chỉ có ở trên Facebook thôi, tập 7. Quỳnh đi làm về chưa? Mình có đi đâu? Mình hôm nay không đi làm. Không. Thôi sấy cho ăn kem đã. Ok nó đi. Sấy nó đi, mạnh rồi. Hôm qua đã đạp cho con dâu chưa? Dạ. Hôm qua đã đạp cho con dâu chưa? Chưa, chắc tí phải đi tắm rồi.